Xin chào các em, thầy Quyến cùng với các em tiếp tục đi tính chất tiếp theo, đó là kim loại cộng axit tạo ra muối và giải phóng hiro. Thế để hiểu tính chất này thì đầu tiên thầy Quyến cung cấp cho các em cái giới hạn của tính chất này. Thì trong cái dãy kim loại thì chỉ có những kim loại nào đứng trước hiro thì mới đẩy được axit. Thì mới đẩy được hiro của axit. Đó là chúng ta đọc lại nhé. Khi bà con nào may áo giáp sắt, nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Vậy cửa hàng Á Phi Âu là những kim loại đứng sau hiro trong dãy kim loại. Vậy là những kim loại này không đẩy được hiro ra khỏi axit. Cái thứ hai là xét về axit thì chúng ta học trong giới hạn của hai axit thôi. Kể cả sau này lên cấp 3 thì các bạn chủ yếu gặp hai axit này là chính, nhưng chúng ta nhìn cái bản chất kiến thức của cấp 3 nó khác hơn một chút. Còn chúng ta nhìn cái bản chất kiến thức ở chương trình trung học cơ sở thì ở cấp độ phân tử, nhìn cấp độ phân tử này có hai axit, đó là axit chloric và axit sulfuric loãng luôn. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì thầy cũng cung cấp đó là tương tự axit chloric là axit bromhydric và axit iodhydric, và tương tự như axit sulfuric loãng thì ví dụ là muối hiro sunfat của nó. Thì cái này chúng ta sẽ học ở cái chương trình ở cái tính chất nâng cao. Bây giờ thì thầy Quyến cùng với các em sẽ viết cái sản phẩm trong cái mỗi cái sơ đồ này như thế nào. Thì ta nhìn được công thức tổng quát là tạo ra muối và giải phóng hiro, vậy thì chắc chắn có một chất là hiro rồi, chúng ta quan tâm đến công thức của muối thôi. Hiro cũng là chất khí thì các nhà khoa học quy ước là một cái mũi tên bay lên như thế này thì biểu thị cho rằng cho chúng ta hiểu là cái chất hiro này là chất khí. Và từ giờ trở đi các bạn nhớ là khi viết một sản phẩm phản ứng nào đó mà tạo thành chất khí thì các bạn ký hiệu mũi tên bay lên. Chúng ta bắt đầu nhé. Thế để viết công thức của muối thì chắc chỉ việc muối là chất của kim loại với lại gốc axit thì chẳng việc ghép kim loại với gốc axit thôi. Na hóa chất. Khi bà con nào may áo giáp, từ khi bà con nào may áo giáp là đều là những kim loại có một hóa trị. Đó là natri thì có một hóa trị, hóa trị là một ghép với Cl có hóa trị một cho nên công thức là NaCl. Ở đây cân bằng thì các bạn cứ cân bằng theo kim loại hoặc là cân bằng theo thành phần nào có trị số lớn nhất để thấy là đây có hai hiro, đây có một, đây là hai, đây là một. Đặt đây hai có hai Cl thì có một Cl thì đây là hai. Đặt đây hai thì có hai natri thì có một thì là hai. Các bạn phải đảm bảo rằng để phương trình được cân bằng đúng thì các chất phải đều có hệ số. Nếu bạn nào chưa hiểu thì các bạn cứ điền hệ số 1 cho thầy. Tiếp theo ta ghép Mg với Cl thì Mg hóa trị là 2, Cl trị 1 trên công thức sẽ là MgCl2 cộng H2. Vậy ở đây thầy thấy là cân bằng theo Mg thì đây sẽ là 1 Mg, đây có 1, đây là 1, 1. Đã đây 1 thì có 2 clo với trái có 1 thì đây là 2. Đặt đây 2 có 2 H, 2 chia 2 được 1. Tiếp theo, chấm 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 cộng HCl tạo thành AlCl3 cộng H2. Thì axit là axit chlorhydric rồi. AlCl3 muối là nhôm clo thì ta thấy kim loại là Al. Ta chọn đây là Al thôi. Nhưng cân bằng, nếu như cân bằng theo kim loại trước thì ta sẽ có là một nhôm, một nhôm. Thì đây hệ số là 1. Đặt đây 1 thì có 3, gốc clo thì bên trái có 1 thì đây phải là 3. Đặt đây 3 có 3 H, nhưng chỉ số đây là 2 cho nên hệ số sẽ là 3 phần 2. Các bạn lưu ý là chia cho chỉ số thì ta được hệ số. Tiếp theo thì các bạn lưu ý cho thầy kim loại là sắt với lại niken thiết chỉ. Niken thiết chỉ có hóa trị là 2 và 4, sắt thì có hóa trị là 2 và 3. Thì bốn kim loại này khi đẩy hiro ra khỏi axit thì các kim loại đó thể nó chỉ 2. Nhớ nha, thể nó chỉ 2. Các bạn chú ý của thầy. Vậy Fe, FeCl thì ở đây rất nhiều bạn hỏi là Fe hóa trị bao nhiêu? Câu trả lời là Fe thì hóa trị 2. Và sản phẩm sẽ là FeCl2. Nên ta điền 2 về đây xong thôi. Thế đồng cộng HCl thì thầy đồng đứng sau hiro phản ứng này
không xảy ra. Đấy. Chúng ta khảo sát về một số ví dụ về axit sulfuric loãng, thì ta thấy là kẽm cộng axit sulfuric loãng thì kẽm đấy đứng trước hydro rồi, phản ứng này xảy ra ghép Zn với SO4. Đấy. Thì kẽm thì hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, cho nên phân tử của mình là ZnSO4 cộng với H2. Phần này, cái sơ đồ này tự cân bằng. Cái thứ hai là Mg cộng 2S4 loãng, loãng thì viết chữ L. Thì Mg hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, chúng ta cũng viết giống như trên, thì tạo thành MgSO4 cộng H2. Và tương tự thì Al cộng với H2S4 thì Al ghép S4 thì Al hóa trị là 3, S4 hóa trị là 2, cho nên công thức phải là Al2 SO4 3 cộng H2. Đấy. Hai cái sơ đồ trên là tự cân bằng, cái sơ đồ dưới này chưa cân bằng. Thì ta thấy là bên trái có một nhôm trong muối có hai nhôm thì đây là một, đây là hai. Tập một vào trong chỗ nhôm sunfat thì ta có 3 SO4, thì bây giờ có 1 SO4 thì đây là 3 SO4. Đây 3 thì ta có 6 hydro. 6 hydro chia 2 thì được 3. Đấy, chúng ta lưu ý nha. Thế còn Ag cộng SO4 loãng thì ta thấy là Ag thì đứng sau, đứng sau hydro, do đó phản ứng này không xảy ra. Chúng ta chú ý cái cách gạch chéo thì là ta hiểu là phản ứng không xảy ra, hoặc các bạn ghi rõ là phản ứng không xảy ra. Thế phần tổng quát thì thế nào? Giả sử cái loại tổng hóa trị là N ghép với Cl thì ta có công thức của muối là RCl N cộng với H2. Thì thầy Quyến giới thiệu cho các bạn một cách cân bằng khác đối với axit clohydric, thì đây có N clo, đây có 2 hydro thì bổ sung nhiều nhất là 2N, 2N chia 2 thì được N, chia N được 2, và đặt với 2 có 2R thì đây là 2, đặt với 2 có N, Cl cái là 1 thì đây là N. À xin lỗi, đây là 2L. Thế tương tự thì ta có một ghép R hóa trị N với lại SO4 hóa trị 2 thì công thức là R2 SO4 N cộng với H2 cân bằng đây là 2, đây là 1, tại đây 1 có N, 4 thì đây là N, tại đây N có 2N hydro chia 2 thì là N. Thế nên phần tổng quát là như vậy. Vậy thì cho ta cùng nhau nhìn lại cái tính chất này. Cái thứ nhất là các bạn phải nhớ được là những kim loại đứng trước hydro thì mới đẩy được hydro ra khỏi axit clohydric và axit sulfuric loãng. Cái thứ hai là những kim loại đứng sau hydro thì sẽ không đẩy được hydro ra khỏi axit. Và các bạn phải nhớ được giới hạn là khi bà con nào may áo giáp sắt nhớ sang phố là được, còn cửa hàng áp yêu là phản ứng không xảy ra. Thế cho ta tiếp tục đến phần tính chất tiếp theo.